Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Ok, đến với trận đấu ngày hôm nay thì chúc anh em có một ngày mới thật tốt lành nha. Hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo đây. Tại sao lại là solo mà không phải là đi team? Tại vì là anh em cũng biết mà, đợt gần đây thì Free Fire chúng ta hơi lag một chút. Với lại cũng có khá là nhiều người gian lận đấy anh em. Đấy, bắn đục cái chết cả team rồi. Thế đỡ làm sao được. Nên là thôi, đi solo cho lành. Đi solo thì mình sẽ đẩy cái danh nó lên cao hơn. Có thể là kim cương hoặc cũng có thể là huyền thoại chẳng hạn. Ví dụ thế. Về cái vụ mà đợt gần đây ấy, game của chúng ta nó bắt đầu lag lag. Thỉnh thoảng, úi có người. Một bé này. Đợt gần đây thì anh em có để ý là khi mà anh em chơi game vào buổi tối ấy, thì anh em có thấy là ping của anh em nó như là một bài nhạc giao hưởng không? Lúc thì thấp, lúc thì cao. Đấy, thấp cao thất thường. Xong rồi nếu mà cao quá không xuống được là cao hẳn luôn. Và phải thoát game vào lại mới được. Mặc dù là mạng của anh em nó mạnh tới mức có thể xem full HD không che, với một mức độ gọi là không giật lag bất kỳ một giây phút nào. Cái này thì không chỉ anh em đâu, mà rất là nhiều người đang băn khoăn. Thì lý do nó cũng đơn giản thôi anh em. Tại vì là cái game của chúng ta ấy, hiện tại nó đang có quá nhiều người chơi. Và cái server thì nó lại hơi bé một chút. Nó không thể chứa được nhiều người chơi như vậy. Có người. Anh em cứ tưởng tượng như là một con xe taxi vậy. Cái xe đấy thì nó chỉ chở được 4 người. Và nếu mà anh em ngồi 4 người ấy, thì nó không sao. Nhưng nếu như mà anh em nhét 10 người vào đi, thì anh em sẽ biết là kết quả nó như thế nào đúng không? Yeah, thêm một kill nữa này. Còn bên dưới vẫn còn người anh em ạ. Còn làm thế nào để cho nó hết lag game ấy, thì chỉ có duy nhất một cách thôi. Đó là đợi nhà phát hành người ta nâng cấp cái server đó lên. Kiểu như là anh em 10 người đúng không? Thì anh em thuê con xe 16 chỗ đi, ngồi cho nó thoải mái. Đó, cũng giống như kiểu vậy. Khi mà server của chúng ta to hơn, dư sức chứa nhiều người cùng một lúc, thì nó sẽ không bị lag nữa. Một câu trả lời cực kỳ thuyết phục. Đấy là mình nói những bạn mà máy cực kỳ mạnh mà chơi vẫn lag nha. Còn những cái bạn máy yếu thì anh em chỉ cần xóa bớt ứng dụng đi. Ơ kìa, xong chết nhỉ. Tiếc thế, hai bên bắt đầu rồi. Thấy rồi nhá. Bắn đi đâu đấy hả bạn ơi? Mình đứng lù lù ấy, bạn ấy bắn toàn trượt. Vì diệu. Ok, thì những bạn máy yếu ấy, thì anh em chỉ cần xóa những ứng dụng không cần thiết đi. Chẳng hạn như là Facebook thì anh em dùng Facebook Lead thôi. Messenger thì anh em dùng Messenger Lead thôi. Đấy, còn những cái game hay là những cái ứng dụng gì mà không cần thiết thì anh em xóa hết đi cho mình. Kể cả là mấy cái ứng dụng dọn rác hay là những cái ứng dụng mà tối ưu hóa điện thoại của anh em thì cũng xóa luôn cho mình. Tại vì những cái đấy ấy, nó mới chính là những cái mà làm cho điện thoại của anh em nặng hơn và tốn RAM hơn. Còn nếu như mà anh em làm tất cả những thứ đó rồi mà game nó vẫn lag ấy, thì chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó là mua máy mới. Bởi vì là cái máy mà anh em đang dùng ấy, nó già quá rồi. Đừng bắt nó làm việc quá nặng nữa, nó không làm được đâu. Cái này giống như việc anh em lấy con trâu mà anh em bắt nó làm việc của một con voi vậy. Nó đâu có làm được đâu, đúng không? Mình thấy bạn rồi nhá. Thì ra là bạn chọn cái chết. Yeah, khá êm anh em ạ. Một anh chàng núp trên biển quảng cáo để leo danh. Cũng hơi tội. Nhưng mà cuộc sống mà. Thôi kệ vậy. Tèo. Anh em thấy mình ghê chưa? Mình đang bay đấy. Cái gì nhở? Cái gì nó nổ ấy nhở? Hình như mình vừa bị ai đó bắn anh em ơi. Từ. Hình như là từ phía sau hay sao á. Vũ hồn. May cho bạn là mình không biết bạn ở đâu nhá. Mình không biết bạn. Đây rồi. Thấy rồi anh em ơi. Anh chàng khác này. Từ. Cập bến đã. Từ. Đợi mình cập bến đã nào. Làm gì mà căng. Đó, cập bến rồi từ tính tiếp. Đúp anh em ạ. Đúp này. Gắt đấy. Rồi, nhất bạn rồi. Đợi mình chút mình bơm máu trước. Khi mà anh em đối đầu với những anh chàng mà cầm đúp ấy, thì anh em đừng bao giờ để máu dưới 150 nhá. Luôn luôn phải là 200. Tại vì cái cây adup ấy, bắn vào đầu thì khó, chứ cần bắn vào người thì dễ lắm. Mấy bạn đó thì thường bắn vào người nhiều hơn. Ke đầu. Phía trên đến người anh em ạ. Nào, từ. Bình tĩnh ấy coi, làm gì căng. Ui, phía sau có người ấy này. Được đấy các bạn ơi. Lúc mình đi tìm thì chẳng thấy các bạn đâu. Ui, bên kia nữa kìa. Ôi, sợ chưa? Có vẻ như là khá giống với chị em nhở. Suốt ngày kêu ế.
mà rõ ràng là lúc nào cũng 3-4 người vây quanh mình. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thôi từ từ anh em ơi, bên ngoài nữa kìa, đông đấy chứ, có phải ít đâu. Ui, sọt gắn anh em ạ. Ui à, ui, ui, cái gì mà sao bắn xa vậy ta? Bắn anh chàng này trước. Sọt gắn này, với mấy người mà cầm sọt gắn anh em, đừng bao giờ tiếp cận họ nhá. Đừng bao giờ cố gắng tiếp cận họ làm gì. Phải giữ khoảng cách thật là tốt thì anh em mới chiếm được lợi thế được. Có tiếng nhảy đâu đó. Mình đứng ở đây là mình an toàn rồi. Bạn ấy chẳng thể làm gì được mình được. Tranh thủ kiếm chút đồ. Ui, trên đồi lại có người nữa kìa. M1887 này. Làm gì căng bạn ơi. Đấy, trước sau đều có người. Khó chịu nhở. Các bạn cứ từ từ, đợi mình chút. Bạn nào xong bạn đấy. Ok, né đi bạn ơi. Chạy làm sao mà thoát được. Đừng có ra ngoài. Trên đồi có người mà. Trên đồi này có người. Bên đồi bên kia cũng có người. Toàn thế không biết. Mình không dám ra ngoài đâu. Anh chàng ở đây đâu rồi. Bò kín rồi kìa. Bò kín rồi anh em ạ. Hơi tiếc là mình lại dùng hết liệu đạn rồi. À đâu, bạn ấy chạy được vào nhà kho rồi kìa. Đi đâu đấy bạn ơi. Đi đâu đấy bạn ơi. Bạn tưởng là mình bạn có sọt gun à. Ok chưa. Không biết là hai anh chàng ở trên đồi đâu rồi. Tranh thủ kiếm chút đồ ấy coi. Bom keo này. Úi, các bạn bắn nhau đấy. Kệ các bạn ấy đi. Để cho các bạn ấy giải quyết bớt bớt. Xong rồi mình sẽ ra mình tham gia sau. Ơ, được mạng nha anh em. Ngon. Này, này thì bắn này. Có gì đấy nó sai sai anh em ạ. Rõ ràng là mình đứng ở bên dưới, bạn ấy đứng ở bên trên. Có lợi hơn mình. Úi, có lợi hơn mình rất là nhiều. Mà lại bắn không vào đầu mình. Dị, quá dị anh em ạ. Đấy, bị ai bắn phóng lựu chết rồi kìa. Kệ đi, tranh thủ kiếm chút đồ trước đã. Liều thì mới có nhiều đồ, không liều thì lại có ít đồ. Mà chắc là anh chàng kia thì hết đạn phóng lựu rồi. Chứ nếu mà còn thì bạn ấy bắn mình nãy giờ rồi. Không phải là ngẫu nhiên mà mình tự tin như thế đâu. Tại vì là mình đang có giáp chống nổ mà. Có bắn thì cũng chỉ gần chết thôi, chứ không thể nào chết được. Ok rồi, bạn đang ở đâu? Ra đây. Đây nhá, mình thấy rồi nhá. Rình mò. Rình mò. Này thì rình mò. Bạn rình mò ai? Bên dưới này á? Bên dưới có người anh em ạ. Tại vì bạn kia bạn ấy đang ngồi, bạn rình rình ai ấy. Cái kiểu mà rình rình như vậy ấy, thì chỉ có bên dưới có người mới rình thôi. Chứ còn bình thường ai hâm đâu mà rình đâu. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy anh em ạ. À đây rồi, thấy rồi. Thấy rồi này. Bom keo đẹp đấy bạn ơi. Cái bom keo mới của chúng ta nó khá dày anh em ạ. Nhưng mà mỗi tội là nó lại hơi thấp một tí so với những cái bom keo khác. Nhưng mà nhìn cũng đẹp đấy chứ. Nhưng mà nó hay bị delay lắm. Anh em nên chơi những cái skin bom keo mà nó giống với bom keo mặc định ấy. Đi đâu? Đi đâu mà bạn ơi? Từ từ nào. Làm gì mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá. Mà quàng phải chân. Yeah, thêm một kill nữa nha. Như vậy là chúng ta chỉ còn có 7 người. Nó lại thơm ngay. Kiếm chút đồ xong rồi vào bo. Phóng lựu nữa anh em này. Bạn này tính để dành phóng lựu tới cuối bo à? Bắn đi chứ. Mà cũng may bạn ấy không bắn thì mình mới có cái để bắn. Chứ bạn ấy mà bắn rồi thì lấy đâu ra còn mình đâu. Đáng ra là cái pha vừa rồi bạn ấy không bắn mình có khi lại hay hơn. Bạn ấy lại đi. Ủa, trước mặt lại có người nữa kìa. Khó nhè. Trượt. Ui, là C4. Yeah. Tới đây bắt mình nè. Trên vai bạn ấy có con rồng kìa. Làm gì mà căng bạn ơi. Bình tĩnh thôi nào. Làm hòa không? Làm hòa vào bom. Làm hòa vào. Ui, chịt rồi. Tí nữa thì mình mới là người toang anh em ạ. Cây muốn lặng mà gió chả ngừng.
Nào, ra đây. Ui, vẫn bắn cơ à? Khó chịu nhỉ. Đã thế thì mình khô máu với bạn luôn này. Nào, bắn nữa đi. Chừa nhá. Mình bảo làm hòa vào bo, biết đâu hai anh em mình lại vào top rồi sao. Nhưng thôi, kệ thôi anh em ơi. Cuộc sống mà, game của chúng ta là game sinh tồn mà. Ai chẳng muốn có kill. Nhưng mà có kill thì cũng phải luôn giữ cho cái đầu thật lạnh nha anh em. Cái đầu mà nóng là dễ toang lắm. Lúc nào mà đầu nóng thì tốt nhất là anh em không nên chơi game làm gì. Tại vì càng chơi là càng dễ toang. Mà càng dễ toang là, mà không phải là toang mình cái game đâu, mà có khi là lại toang cả điện thoại ấy chứ. Nhưng lúc như thế thì không có game cũng gì hết. Anh em từng bị cái kiểu mà đăng leo danh lên huyền thoại nhá, nhưng mà cứ kim cương 4 là vừa vào trận một cái nhảy dù xuống cái chết luôn ở đầu, thế là mất 60 điểm. Xong rồi cay, xong rồi càng cay càng chơi lại thì lại càng bị chết ở đầu. Đó, ui giời ơi, đã đen thì đừng có hỏi luôn. Nên là nếu mà anh em mà bị trừ trên hai trận ấy thì tốt nhất là nghỉ game một lúc đi, xong rồi chơi lại sau. Đừng có cố gắng làm gì. Nhớ nha, nếu mà bị trừ hai trận liên tiếp ấy thì nghỉ game, xong rồi một lúc nữa chơi lại sau nha. Đừng có gắng quá. Gắng quá là tụt danh đấy. Cái giống mà đã cay cú lên rồi ấy thì càng chơi nó càng tụt cho xem. Mà mình khẳng định là ai cũng thế thôi, kể cả mình cũng thế thôi. Nhiều khi mà nóng lên mà không giữ được cái đầu lạnh ấy thì cái gì nó đã nát rồi thì nó lại càng nát hơn anh em ạ. Bạn gì ơi, bạn bị bắn kìa. Xong anh em, như vậy là chúng ta chỉ còn duy nhất một người ở căn nhà ba gian thôi. Ơ không phải à? Cứ nghĩ là bạn ở nhà ba gian cơ. Hóa ra là bên nhà nát. Được, ok, mình sang đây. Đây bò đè. Còn hai trái lựu à? Cứ bình tĩnh anh em ạ. Đi đâu mà vội? Ném lựu sớm quá rồi bạn ơi, không tới. Ném sớm quá làm gì? Có tới đâu. Nè, như thế này mới tới nè. Đó. Né đi. Né đi. Đó. Ném lựu là phải căn khoảng cách của lựu chứ. Ném bừa, vừa phí lựu, lại không được cái gì, đúng không? Nó lại chả đúng quá chứ lị. Nhưng mà cái pha rồi thì bạn kia bạn ấy cũng hơi đen. Tại vì là bo ở mình, mà mình lại còn có một cái cột để mình nấp nữa. Nên là cũng do duyên số cả thôi. Ta-da. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye!